Chào các bạn đến kênh Xe Phong Cách 24 giờ. Cụ tổ Honda Cup hồi xuân. Nhìn thấy Super Cup là thấy cả một quyền thoại. Một câu chuyện thành công trong lịch sử của nhà Honda Nhật. Dù bây giờ có rất nhiều xe mạnh hơn, nhưng cụ này không phải là dạng vừa khi được hồi xuân. Super Cup được trang bị bình dầu CNC, bên đĩa Vision, dàn áo được mạ rơm làm mù mặt kẻ dám nhìn vào xe. Độ cái đĩa thắng trước và sau, bỏ phục trước Combis. Thân xác cụ già cúp nhưng cục mái của chiếc quay RX110cc, gấp nhôm CNC, mâm kiểu 18 cây vô vật. Cụ già đang so kè với đàn con cháu không thua kém gì. Một bản độ cực chất quá cái chơi. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại kế tiếp. Nhớ like, share và subscribe.